Rồi rồi, cứ thoát ẩn thoát hiện xong lại không thấy đâu là thế nào nhỉ? Không biết đi đâu rồi. Trời ơi, nó lau dọn nhà gì mà vẫn còn những hai hạt sạn thế này. Cường ơi! Cường ơi! Dạ! Đi vào đây, anh Bảo đây! Vâng ạ! Anh gọi em hả? Ừ, anh Bảo này. Dạ. Anh vừa kiểm tra còn hai hạt sạn đấy. Ừ, em lau suốt từ sáng đấy. Phải nhớ là khách sạn mình là khách sạn 5 sao, giữ gìn vệ sinh thật là tốt, hiểu chưa? Dạ, em nhớ mà. Ngoài cái đó ra, em phải tự trang bị cho em những cái kỹ năng mềm thật là tốt, vì khách sạn của mình có rất là nhiều đối tượng khách. Riêng về cái kỹ năng mềm này thì anh yên tâm. Em cầm kỳ thi họa đầy đủ hết. Cầm kỳ thi họa đầy đủ hết. Vâng. Tốt rồi. Dạ. Thế là cầm là thế nào? Cầm trời quét nhà. Thế kỳ? Kỳ cọ nhà vệ sinh. Kỳ cọ nhà vệ sinh. Trời ơi. Thế thi? Thi nấu ăn mùng 8 tháng 3 của khách sạn mình. Thế à? Giỏi nhá. Nhưng mà trượt đó. Ôi giời ơi. Mày gái anh à? Gái đâu? Thế còn họa là sao? Họa là... họa hoàn mà khách sạn thiếu người làm già dắt xe luôn. Trời ơi, thế là ông gái tôi rồi. Thôi bây giờ đi thẳng thế này này. Dạ. Bây giờ khách của mình đến nhá. Vâng. Mình phải đón tiếp họ bằng văn hóa, bằng văn nghệ. Thì có biết hát hò gì không? Rồi khi vấp ngã ta tìm không thấy đường ra, thôi cười một cái bao niềm đau sẽ dần qua. Ôi trời đất luôn bao la, có ngày quanh ta hãy đến nữa thôi, trong thôi, cuộc thôi, đời ta thôi, phải thôi, có lúc thôi, này và có lúc khác. Thôi. Nghe cũng vui đấy. Nhưng mà mình đón đối tượng khách khác đi, lớn tuổi hơn chẳng hạn. Hai này chị em ơi, nay mười tứ mai đã là rằm. Ai muốn ăn hoàn thời nắng lên chùa đấy chị em. Thôi không làm cái đấy được. Chứ bây giờ em phải làm nào? Thế là hát chèo rồi. Vâng. Hát cải lương. Vâng. Ôi thôi anh, chèo thì thôi cải lương chứ lại vừa bắt em vừa quét nhà vừa bế em làm sao em làm được. Vừa xay lúa vừa ấm em thì ai người ta nói vừa quét nhà vừa ấm em. Quê em nói thế. Mà thế mà đây làm được đấy. Ôi anh làm được à? Đây vừa xay lúa vừa ấm em được đấy. Ôi thế cơ à? Ừ. Thì anh chơi thử cho em ơi. Ấm em cho xem nhá. Vâng. Nhan sắc chung dùi trong lằn cung, sương đêm nhỏ giọt khóc ân tình. Thôi thế là thôi tan vỡ mộng ban đầu. Anh ơi sao? Ồ, nhưng mà sao đấy? Khỏi kêu. Tháng này mình ký xong cái này là mình tuyển qua bên cái đoàn nhà hát cải lương luôn rồi, chứ không còn làm việc nữa. Nhưng mà biết vì sao mà em ngã không? Đấy. Rồi hết hơi đúng không? Hết hơi. Em hay quá, em ra đây. Hai em ra đây. Dạ. Cái nhiệm vụ chính của mình ở đây là đón khách. Sau đó là mình niềm nở, mình phục vụ thực đơn, xong mình chăm sóc cái khách sạn này, chứ không phải là lăn đùng ra đây. Em đi xa quá. Cái nét diễn của mình nó chưa được thật lắm. Cái nét thật là khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Khách thế à? Thế được chưa? Chưa được lắm, chưa thật lắm, thôi bỏ đi. Anh hỏi em. Khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Quá đồ, khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Đúng không anh? Cái nét đó hơi bị đổ. Kính thưa quý vị, chào đón đến với khách sạn 5 sao, cặp vợ chồng diễn viên Ngân Quỳnh và Văn Dung. Chào anh chị. Xin mời anh Trung với lại chị Ngân Quỳnh gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta. Ngân Quỳnh, Nguyễn Trung. Nguyễn Trung. À, hai vợ chồng em xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, cảm ơn chị. Và hãy cùng chào đón hai vợ chồng diễn viên Ngân Quỳnh và Nguyễn Trung đến với chương trình Khách sạn 5 sao.